báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Người giảng: cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Trích đoạn tiếp theo, phần mở đầu: Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Quý vị và các bạn thân mến, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục học tập nữ đức. Cổ huống có nói: biểu chính tắc ảnh trực, phạm đoan tắc khí lương, là ý nghĩa gì? Tức là nói quan hệ giữa mẹ và con giống như thân hình và cái bóng của bạn vậy. Thân ngay thì bóng sẽ không lệch, thân lệch thì bóng sẽ bị cong, không thể thẳng được. Phạm và khí chỉ cho khuôn đúc và đồ vật. Nếu như khuôn đúc tốt, ngay ngắn, ví dụ như làm khối vàng, khuôn đúc thẳng thì vàng được đúc ra sẽ thẳng. Nếu như khuôn đúc có tạp chất, khuôn đúc sẽ không thẳng, thì vàng được đúc ra sẽ có tạp chất, sẽ không thẳng, khối vàng sẽ có những vết hằn. Nếu như nhận thức được mối quan hệ của chúng ta và con cái là như vậy, thì sẽ cảm thấy việc giáo dục con cái không phải là việc khó khăn, chỉ cần chính mình có thể làm được, gọi là tự hóa, hóa tha. Trước tiên chính mình thay đổi thì cảm hóa người khác sẽ dễ dàng. Trước đây tôi học tập có nghe đến một đoạn giáo huấn như thế này: thế gian có hai việc khó khăn nhất, một là lên trời khó, hai là cầu người khó. Việc dễ nhất trên thế gian chính là cầu chính mình. Mọi việc chẳng cầu người, chỉ cầu chính mình là được. Bản thân chỉ cần dựa vào lời dạy của cổ thánh tiên hiền mà làm, thì việc giáo dục con trẻ sẽ như nước chảy thành sông, tự nhiên mọi việc sẽ thay đổi. Vì vậy, trong quá trình giáo dục, điều quan trọng nhất là giáo dục bản thân. Giáo dục như thế nào? Đây là một vấn đề rất then chốt. Giáo dục phải cắm rễ. Chúng ta học tập nữ đức kỳ thực cũng là cắm cái rễ của văn hóa truyền thống. Cái rễ quan trọng nhất của văn hóa truyền thống là quy củ, gọi là không có quy củ thì không có chuẩn mực. Từ đệ tử quy mà bắt đầu học. Nếu mở hết thảy giáo trình dạy nữ đức của thời xưa ra xem, kỳ thực chúng chính là đệ tử quy. Có điều chúng phù hợp với phụ nữ hơn đệ tử quy, gọi là đệ tử quy dành cho phụ nữ. Thế nên chúng ta phải học thuộc đệ tử quy, học cho tốt. Tôi mỗi ngày đều dành thời gian cùng nhau đọc thuộc với con, cùng nhau đọc tụng. Nếu bạn đã học thuộc rồi thì khi bạn làm sẽ khá tiện lợi. Bởi vì khi bạn làm thì câu nói này chợt hiện ra: cha mẹ bảo chớ làm biếng. Cha mẹ lúc nãy bảo mình làm việc gì, động tác của mình chậm chạp, trì hoãn, có hơi lười một tí, như vậy là không ổn rồi. Cha mẹ dạy phải kính nghe, lúc nãy hình như mình chưa cung kính lắng nghe. Đọc thuộc là bước quan trọng đầu tiên. Trước tiên phải cắm cái rễ quy củ này xuống. Người hiện nay không có quy củ, tự làm theo ý của mình. Hôm qua tôi đưa con ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy rất nhiều cô gái khoảng 17-18 tuổi. Nếu dùng lời của người xưa mà nói thì như thế nào? Đứng không có tướng đứng, ngồi không có tướng ngồi, nói chuyện không có cách nói chuyện, rất phóng túng, buông tuồng. Đứng thì nghiêng bên này, ngã bên kia, nói chuyện thì bất kể nơi chốn, cười hi hi, ha ha, nói chuyện rất lớn tiếng. Việc cần phải cắm rễ thứ hai là gì? Chúng ta có thể gọi là cái rễ của giáo dục nhân quả. Thế nhưng, thế nào là giáo dục nhân quả? Có thể rất nhiều người vừa nghe thấy liền nghĩ rằng đó có phải là của nhà Phật hay không? Họ rất nhạy cảm. Kỳ thực không phải như vậy. Thực ra, nhân quả chính là sự giáo dục tinh thần trách nhiệm. Đó là bạn làm sự việc này rồi thì biết rõ về sau sẽ gây ra hậu quả gì. Hậu quả này là trách nhiệm mà bạn phải gánh vác. Không thể nói việc này đã làm xong rồi, không có liên quan gì đến tôi. Tôi nói xong rồi, tôi muốn nói gì thì nói, không liên quan gì đến tôi cả, rồi bỏ đi. Những việc bạn làm chính là cái nhân bạn đã trồng. Tương lai bạn sẽ nhận được kết quả như thế nào
đều do bạn tự mình đối mặt và gánh vác. Nếu như mỗi một người đều có tinh thần trách nhiệm, đều có thể đề khởi sứ mệnh gánh vác của chính mình, thì sẽ rất cẩn thận khi làm việc. Cẩn thận mà làm người, chăm chỉ, nỗ lực cầu học vấn, cầu đạo đức. Nếu muốn trồng nhân tốt, kết thành quả tốt, sẽ không phóng túng, tự tung, tự tác như hiện nay. Trong quá trình giáo dục cắm rễ, nền tảng của giáo dục nhân quả cần phải được cắm sâu hơn cái gốc của đệ tử quy, vì đây là nền tảng của nền tảng. Tổ tiên của chúng ta có lời dạy như sau. Trong hết thảy các loại hình giáo dục, nhất định phải đưa giáo dục nhân quả vào. Tôi xin chia sẻ với mọi người vài lời dạy của tổ tiên. Khéo dạy con cái, đây là cái gốc của việc bình trị thiên hạ, mà trong đó dạy con gái còn quan trọng hơn. Lại nói, đại quyền trị quốc bình thiên hạ, hạng nữ nhân nắm hơn quá nữa. Đây là lời dạy của tổ tiên, nói về ý nghĩa quan trọng của giáo dục nữ đức. Câu nói này nói lên điều gì? Trong việc giáo dục con cái, việc giáo dục con gái đặc biệt quan trọng. Phía trước đã nói rất nhiều, phía sau lại nói, ngày nay thiếu hiền nhân là vì thế gian thiếu hiền nữ. Có hiền nữ sẽ có hiền thê, hiền mẫu. Có hiền thê hiền mẫu mà chồng và con cái của họ không phải là người hiền. Việc này hiếm có vậy. Đoạn văn này nói đến cái gốc thái bình của quốc gia là nằm ở hiền thê, hiền mẫu trong gia đình. Hiền thê, hiền mẫu thực sự càng ngày càng ít. Vì sao lại ít? Bởi vì nếu như khắp mặt đất đều là người như thế, thì chúng ta đã không cần học. Nếu như nói trên mặt đất đều là vàng, thì chúng ta sẽ không xem vàng là vật quý hiếm. Ai còn muốn cất vào tủ két chứ? Không cần nữa. Mọi người, nếu như phát hiện ra một người rất hiếu thuận, phát hiện ra một người vợ rất hiền lương, thì giống như tìm thấy bảo vật vậy, đều muốn xem đó là hình mẫu, cố gắng tuyên dương. Chúng ta nên cảm thấy đây là việc khiến chúng ta hổ thẹn, bởi vì hiếu thuận cha mẹ vốn là việc nên làm. Nếu như người hiếu thuận cha mẹ hiện nay được nhắc đi, nhắc lại, được xem như là tấm gương, thì việc này nói lên điều gì? Nói lên người trong thiên hạ đã không xem trọng hiếu. Nên khi có một người hiếu thuận cha mẹ như vậy, mọi người cảm thấy đây là tấm gương, muốn học tập theo anh ấy. Phụ nữ tận bổn phận làm phụ nữ, làm vợ, làm mẹ là điều đương nhiên. Nếu như không tận bổn phận, kiêu ngạo xa hoa, thì phải nên phản tỉnh. Nếu như phát hiện có người phụ nữ rất dịu dàng, hiền lương, có quan hệ hôn nhân vợ chồng rất tốt, con cái rất hiếu thuận, gia đình hài hòa, nếu như đột nhiên phát hiện có người như vậy, mọi người đều muốn học tập cô ấy. Điều này cho thấy trong xã hội hiện nay, thế đạo đã suy vi rồi. Điều này cho thấy chức năng của giáo dục đã mất rồi. Giáo dục thực sự không chỉ là ở trong sách vở nhà trường và giáo hóa tri thức, mà còn ở việc giáo hóa lòng người. Quốc gia, nếu như có pháp luật tốt, ví dụ như nước Mỹ có pháp luật rất tốt, nhưng pháp luật chỉ có thể nghiêm trị những đứa con đại bất hiếu, giết cha, giết mẹ đều bị trừng trị nghiêm khắc. Thế nhưng, pháp luật không thể bồi dưỡng ra những người con hiếu như Khổng Tử, Tăng Tử, Mẫn Tử Khiên. Chúng ta xem trong 3.000 môn đồ của Khổng Tử, trong đó hiền nhân là 72 người. Họ làm thế nào có thể làm được? Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Mỗi người họ vì sao có thể tốt được như thế? Đây là kết quả do Khổng Tử giáo dục. Thế nên, loại giáo dục này nếu như được bắt đầu từ gia đình, từ mỗi một người mẹ mà bắt đầu, thì có thể thay đổi thời thế, hài hòa thiên hạ. Lại nói, dạy con gái là cái gốc của tề gia, trị quốc. Có thể xem là hiểu đạo lý thấu triệt. Nhà Chu từ khi khai quốc nhờ vào nền tảng Tam Thái, Thánh Nhân Văn Vương là do Thái giáo mà ra. Thế nên biết rằng
thời thế không có thánh hiền là do ít có người mẹ thánh hiền. Nếu mỗi một bà mẹ đều như Tam Thái mà các con của họ không được như Vương Quý, Văn Vương, Chu Công, làm việc sai trái gian xảo, ắt là hiếm có vậy. Người đời chỉ biết yêu thương con gái, mặc cho chúng quen thói được nuông chiều mà không biết dùng mẫu nghi để dạy chúng, thì đây là một đại bất hạnh cho nước nhà. Vừa rồi đã nêu ra ví dụ về ba vị Tam Thái nhà Chu, chúng tôi đều đã giảng qua rồi. Trong quá trình mọi người học tập, thường xem thấy phần mở đầu của Liệt Nữ truyện, chương đầu tiên nói về Tam Thái. Nói rất hay, mọi người nên thường xuyên đọc đi, đọc lại. Mỗi lần tôi ngồi máy bay, đều để trong túi cuốn Liệt Nữ truyện để xem đi xem lại. Lúc mới bắt đầu dở ra đọc, cảm thấy rất khó hiểu, xem không hiểu, nhưng càng xem càng thích không rời tay, có thể ngộ ra rất nhiều điều. Bạn xem những tấm gương về phụ nữ thời xưa, sự thuận và tòng của phụ nữ tuyệt đối không phải theo kiểu mà chúng ta hiện nay lý giải là một mực vâng lời làm theo, vân vân, dạ dạ. Không phải như vậy. Các phụ nữ ấy vô cùng có tính cách, họ có thể nói ra những lời có đạo lý, có căn cứ. Đồng thời, bản thân không lơi lỏng nguyên tắc, được chồng rất mực tôn trọng. Không có một người chồng nào không tôn kính vợ của mình. Trong những câu chuyện đó, trước khi người chồng muốn làm quan, đều về nhà hỏi vợ: tôi có nên đi làm chức quan đó không? Nếu người vợ dùng đạo lý giảng giải là không nên làm, hai vợ chồng đều dọn nhà đi ẩn cư. Thế nào là sự tôn trọng chân thực? Thế nào là thấp kém thật sự? Quan niệm nam tôn, nữ ti vào thời xưa không phải như chúng ta hiện nay tưởng tượng. Chữ ti có nghĩa là khiêm hạ, thành tựu đức hạnh di của người phụ nữ, là đức hạnh của đại địa. Trong kinh dịch có nói về càn khôn lưỡng quái, chương mở đầu nói về quẻ càn. Quẻ càn đại biểu cho người nam. Người nam nên noi theo đạo trời, thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Nghĩa là sự vận chuyển của trời đất rất mạnh, người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ. Người nam ở địa vị cao nên xưng là tôn vị. Quẻ khôn đại biểu cho người nữ, người nữ nên noi theo đạo của đất. Địa thế khôn, quân tử dĩ hậu đức tải vật. Nghĩa là khôn mang trọng trách của đất, người quân tử nhờ đức dày mà dung chở được vạn vật. Làm thế nào có thể hậu đức tải vật? Người đó cần khiêm hạ, ở vị trí thấp. Đại địa nếu như không an ổn, vững chãi mà lại muốn hướng lên trên thì sẽ loạn, chắc chắn sẽ trở thành địa chấn. Đại địa bằng phẳng, vững chãi có đức dày. Mặt đất có thể sản sinh ngũ cốc, cho chúng ta có đủ thức ăn, áo quần. Dưới mặt đất có chứa khoáng sản, chúng ta mới có thể được kim ngân, tài bảo. Đây chính là đức hạnh của đại địa. Đại địa nhẫn nhục, chứa đựng. Khi chúng ta nhổ nước bọt xuống đất, đất vẫn không tức giận. Bạn sưới lên đất nước thơm, đất cũng không vui mừng. Đây cũng là đức hạnh của đại địa. Bạn nhìn thấy, những chỗ có địa thế trũng có thể chứa được nước, nơi có địa thế cao thì không thể. Điều này cho thấy chúng ta cần phải giữ đức khiêm hạ thì mới có thể chứa được phước báo. Chúng ta đều biết bồn địa tứ xuyên là đất quý, thiên phủ chi quốc nghĩa là nước của nhà trời. Bồn địa chính là nơi đất trũng. Điều này nói lên đức khiêm hạ của người phụ nữ. Nếu không có ti hay còn gọi là khiêm hạ thì chắc chắn thiên hạ đại loạn. Không có đức hạnh thì không dung chở được vạn vật, bao gồm việc chúng ta lý giải câu nói của thời xưa: người nữ vô tài thì có đức. Rất nhiều người cảm thấy câu nói này đàn áp phụ nữ. Trên thực tế là chỉ điều gì? Những phụ nữ từ xưa đến nay, bao gồm tác giả của sách Nữ Giới là Ban Chiêu,
tác giả sách Nữ Luận Ngữ là Tống Nhược Tân, Tống Nhược Chiêu. Tác giả sách Nội Hứng là Từ Hoàng Hậu. Những người phụ nữ như thế, có người nào mà không có tài chứ? Vậy cái gọi là vô tài này là gì? Bản thân có tài nhưng không cho rằng mình có tài. Đức hạnh khiêm hạ chính là có đức. Họ không cho rằng bản thân mình có tài hoa. Thế nên từ đầu đến cuối, họ đều dùng sự khiêm tốn làm nguyên tắc chỉ đạo tối cao, đồng thời cũng là phương châm làm người của mình. Trưởng dưỡng hậu đức, nghĩa là đức dày của chính mình. Chúng ta phải thể hội cho sâu lời dạy của cổ đức. Học tập đi, học tập lại thì mới có thể hiểu rõ. Bạn không có học, cũng không xem, cũng chưa từng thể hội, thì người khác nói sao, bạn cũng nói như thế, hại luôn chính mình. Bạn không học, người khác nói không tốt, bạn nghe cảm thấy điều này có đạo lý, nên không học, đó chính là hại chính mình. Nếu bạn chân thật buông xuống tự ngã, nghiêm túc học tập, thì sẽ nhận được lợi ích suốt đời. Mới hiểu ra những lời dạy của tổ tiên hóa ra hoàn toàn không như chúng ta tưởng tượng, bạn sẽ sinh khởi tâm cảm ơn khôn xiết. Người hiện nay yêu thương con trai, con gái, ở đây đặc biệt nói về con gái, để chúng quen thói kiêu ngạo là một việc rất là phiền phức. Người lúc tuổi còn nhỏ thường thân cận mẫu thân nên chịu ảnh hưởng sâu nhất từ mẹ. Ngày nay trở thành vợ người, rồi trở thành mẹ người, muốn bồi đắp nước nhà thì phải lấy việc dạy con gái làm việc cấp thiết. Giáo dục con gái là nhiệm vụ tối quan trọng. Nên biết, vì trời đất bồi dưỡng ra một công dân lương thiện, biết giữ bổn phận là công đức vô cùng to lớn. Muốn chấn hưng nước nhà, nếu không có hiền mẫu thì sẽ không có người hiền giúp sức. Thời thế không có mẹ hiền thì không những nước không có lương dân, mà nhà cũng không có lương tử, nghĩa là người con ngoan. Đoạn giáo huấn này của tổ tiên, tôi mỗi lần học tập đều để tâm thể hội nhiều lần. Trong việc học tập giáo dục nữ đức, ai là người nên học nữ đức? Tôi cũng đã tổng kết rồi. Thứ nhất là nam nữ, già trẻ đều nên học nữ đức. Thế nên khi tôi giảng nữ đức, mặc dù đều là phụ nữ đến nghe, thỉnh thoảng cũng có một hai người nam, nhưng bởi vì số nam ít nên họ cảm thấy ái ngại mà không đến, chỉ xin địa giảng của tôi về học ở nhà. Vì sao người nam nên học? Nếu như bạn là chồng, đã kết hôn rồi, bạn không biết tiêu chuẩn của một người vợ tốt là như thế nào, thì bạn sẽ không thể nào dẫn dắt vợ mình. Trong tâm bạn không có tiêu chuẩn, không có nguyên tắc, thì sẽ không thể dạy được vợ. Phu bất hiền, vô dĩ ngự phụ, nghĩa là chồng không phải là người hiền đức thì không thể dẫn dắt được vợ mình. Sự hiền đức của anh ấy là gì? Trong tâm của anh ấy phải biết phán xét. Nếu như không biết phán xét, được, bạn muốn tiêu tiền, anh ấy sẽ kiếm tiền về cho bạn. Kiếm không được thì đi ăn trộm, ăn cướp, đi gạt người đem về cho bạn. Như vậy thì rắc rối to rồi. Đẹp là điều tốt, bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ, anh ấy cho bạn tiền đi phẫu thuật, như vậy thì phiền phức rồi. Những người chưa kết hôn dựa vào tiêu chuẩn này lựa chọn bạn đời thì sẽ chọn được bạn đời tốt. Vì vậy, người nam nên học để khi chưa kết hôn thì biết chọn bạn đời, kết hôn rồi thì dùng chính pháp để tề gia. Đây là bổn phận của nam giới. Từ xưa đến nay, những người đề xướng nữ đức toàn là nam giới. Chúng ta thấy thời nhà Minh có Vương Tương, nhà Thanh có Trần Hoằng Mưu biên soạn cuốn Giáo Nữ Di Quy, và ở trong Phật môn cũng có những tổ sư đại đức đều xem trọng nữ giáo. Tâm nhìn của nam giới rất sâu xa. Thứ hai là người làm cha mẹ nên học để giáo dục con cái của mình, đặc biệt là dạy con gái. Thứ ba là phụ nữ nên học. Chưa kết hôn có thể tu thân, kết hôn rồi có thể phản tỉnh tâm mình nhằm nâng cao đức hạnh của bản thân. Sau cùng, người lớn tuổi cũng cần học,
việc học tập của người lớn rất quan trọng. Chúng ta đối với cha mẹ không những phải chú ý đến việc dưỡng thân, mà gần đây tôi thể hội rất sâu rằng nhất định cần phải dưỡng trí tuệ của cha mẹ. Vì sao thế? Dưỡng trí tuệ của cha mẹ thì sẽ dưỡng tâm của cha mẹ được tốt. Nếu không dưỡng trí tuệ của cha mẹ thì bạn sẽ rất khó dưỡng tâm của cha mẹ. Nếu như tâm của họ tham lam, vô tri, thích chiếm lợi, rất tầm thường theo thế tục thì phải dưỡng thế nào? Cái tâm đó rất khó dưỡng cho tốt. Vì cha mẹ, bạn cũng đi xu nịnh, bợ đỡ sao? Nếu cha mẹ bạn học rồi, họ đã khai trí tuệ, họ biết cái gì là đúng, cái gì là sai, họ sẽ không ỷ vào tuổi tác lớn của mình. Bạn dưỡng tâm của họ sẽ tương đối dễ. Nếu như họ có chí hướng lớn thì càng tốt hơn. Người lớn tuổi học tập là việc rất tốt. Họ có thể thay đổi phong tục, bởi vì lời nói của người già có trọng lượng. Họ lớn nhất trong nhà, phương châm chính sách do họ chế định ra thì sẽ thuận lợi cho con cái chấp hành. Nếu như con cái học văn hóa truyền thống mà người lớn trong nhà lại phang cho một gậy, những thứ này không cần học, lãng phí thời gian công sức, nhất là học nữ đức, thế thì sẽ là việc vô cùng phiền phức. Quý vị và các bạn vừa cùng lắng nghe trích đoạn tiếp theo của bài giảng Báo cáo tâm đắc về học tập nữ đức. Phần mở đầu: Tề gia trị quốc, nữ đức vi yếu. Người giảng: Cô giáo Trần Tình Du. Cẩn dịch: Ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ. Diễn đọc: Phật tử Quảng Trí. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát Bồ Đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.